lo lâu rồi mà lâu thì ông lâu rồi bán đi lâu rồi bán đi chỉ tao lâu rồi bán đi tao lâu rồi nó chưa bán đi. Nắng Cao Nguyên xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hiện tại mình với lại em công trưởng thôn đang có mặt tại ngã ba thôn Làn Trải, xã Cán, Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Như mọi người cũng biết thì một tuần vừa rồi mưa rất là to mọi người ạ. Thì hôm qua thì vừa mới nắng xong, thì hôm qua là bên chỗ em công là bà con đi tiêm vaccine phải không nhỉ? Vâng, đến hôm qua là bà con là tập trung đi tiêm vaccine là chưa làm việc được, nên hôm nay là anh em mình sẽ tiếp tục vào trong thung lũng Quán Lủng để nghiền bột đá và bắt đầu là đi kè những cái đoạn đường nào mà đã đảm bảo rồi mọi người, vì đá nó lăn xuống dưới rất là nhiều, bây giờ cần phải kè đá lên đấy, một tốp sẽ kè đá lên. Và hôm nay thì cũng có một tin vui dành cho bà con ở thung lũng Quán Lủng. Đây mọi người, thì tin vui đó chính là hôm nay bà con ở thung lũng Cán Lủng cũng có được các anh, các chị là cũng gửi quà về cho bà con. Thì bây giờ thì Nắng Cao Nguyên cùng với em công là sẽ chuyển quà xuống trước đã. Sau đó thì tí nữa Nắng Cao Nguyên sẽ công bố lại xem các cái phần quà này của ai tặng mọi người nhé. Ok. Cái túi đấy thì em xem em đặt nằm ra chở được hai túi không? Xong là xe anh một túi nữa. Đấy. Đây em xem bốc thêm được cái này lên không? Dây nó dài quá, dây nó ngắn quá. Đây em cho thêm cái này lên nữa đi, xong là một cái nữa. Xe anh chở một cái. Xong là kẹp một phần ở giữa xe là được, không ạ? Quà ở trong này thì có quà là có găng tay bảo hộ tất cả các thứ đấy. Rồi là khẩu trang để bà con mình làm đá. Rồi, anh giữ cho. Em buộc này. Căng à, một lần chắc được rồi nhỉ. Một vòng được rồi. Đấy giữ. Đấy. Ok không? Rồi, mình buộc vào đây là được. Đấy, thế thoải mái mà nhỉ. Hôm qua đi chơi à? Hôm qua dàn một cái máy nó chơi có thay. Thay cái lốp này á? Lốp in này mà. Phải cái lốp này với ăn thua này. Em thay lốp này bao nhiêu tiền? Cái này rẻ 250. 250 á? Ừ. Anh có khi xe kia của anh cũng phải thay để xem của mình đi lốp này cũng trơn lắm mọi người ạ. Hôm qua chợ vợ đi tiêm vaccine, vợ nó vào đẩy đến trên này nó mềm hết rồi. À hôm qua thì tiêm vaccine về bà con mình có ai bị sốt không? Không ạ. Không ai bị sốt à? Ừ. Tiêm xong là cô ghé ngồi chờ đợi 30 phút xong là không. Nhưng mà chắc về nhà ấy, về nhà mới bị sốt mà lần trước anh tiêm anh sốt mất 2 ngày rồi. Về nhà kia là có số người nó cũng bị sốt đấy. Ừ, bị sốt mà. Rồi, ok, thế là trưởng thôn hộ anh cho cái này. Đây, đây. Đây, cái này của anh cho vào xe này là được. Lấy cái co đây. Dây này hơi ngắn à. Ngắn thử xem nào. Đây, đây anh. Đấy, trưởng thôn thử này. Mình chỉ một đấy thôi, một lượt thôi. Không được. Được không? Ủa không được, không được. Thôi để lấy cái dây khác. Ừ. Bây giờ thì nói chung là về công việc ở Cán Lủng thì cũng mong là trời nắng để bà con sẽ tiếp tục làm việc mọi người. Thì mọi người cũng thông cảm cho Nắng Cao Nguyên thì tuần vừa rồi thứ nhất là do cái dịch bệnh ở Hà Giang nó đang nói chung hết sức là căng thẳng luôn đấy. Mà tất cả các chốt ở huyện mình nữa, ở dưới Bả Vi ấy. À đây tính đi rồi. Em có mang dây co không? À đây. Đây có gì à? À đây. Buộc. Tính vừa ra ngoài huyện này à tính? À, mình xin được tiếp tục nói chuyện về cái vấn đề dịch Covid. Đấy thì rất là may, nói chung ở Ủy ban xã Cán Châu Phìn thì nói chung là bà con ở trong này vẫn chưa bị ảnh hưởng gì nên là sẽ vẫn tiếp tục làm việc được. Nhưng mà công ơi, nhưng mà đặc biệt là những cái hộ mà vừa đi làm em đặt ngang ra. Ừ. Anh bảo này, những cái hộ mà đi làm ví dụ như nhà trưởng thôn cũ anh Lý này, các thứ cả vợ cũng không được đi làm đâu nhá. Vì là đang cách ly đúng không? Tại nhà đúng không? Cái gì ở nhà anh bảo mà, anh bảo thành tổ trưởng lúa nó dự tin nhắn cho lúa rồi, bảo là những người đang cách ly thì là không cho đi làm với lại đi tiêm vaccine cũng không gọi ấy. Ừ. Nhưng mà anh bảo này, có nghĩa cả vợ con là cũng không được đi làm đâu.
Cả gia đình là không đi làm thôi vì sợ ảnh hưởng đến có dao không? Người khác ấy. Tính. Hôm nay thấy có dao không? Ai? Không để ý nó ra, không có để ý nên. Ở dưới bà con đang nghiền đá à? Với đang hả? Bà con em thu đá, thu gỗ đá chở đá. Thu đá nữa, sao không nghiền đá luôn? Kiểu nó thoát được xanh. Hả? Tính. Hả? Sao không nghiền đá luôn? Chưa có ai nổ không, máy. Không có người nổ máy. À. Ok. Để một bao để anh chở cho. Cái bao được không? Ok, bây giờ anh em mình sẽ đi xuống dưới thôn đã mọi người ạ. Máy xúc hôm nay vẫn tiếp tục làm chứ nhỉ? Hôm qua làm một ngày à? Ừ. À chiều nay là bắt đầu lại nổ tiếp đấy. Hôm nay lại khuôn, tí nữa lại nổ. Ờ tí nữa nổ tiếp thôi, tí nữa mình xuống dưới tiếp tục nhé, mọi xem mọi người nhé. Rồi ok. Anh em mình đi xuống dưới đây. Hôm nay thì mọi người thông cảm nhé, mình quay video là các em là cũng em Dũng này với lại mấy em Hậu với lại là em Huân là đi sang bên sán xỉ lủng A để lắp cửa cho nhà cháu Hùng đấy. Rồi là em Dũng với lại em Tuấn thì tiếp tục là xuống nấu cơm cho bà con đấy. Còn em Hiếu thì về quê nên là bây giờ Hà Giang đang bị Covid ấy, nên là em không thể vào Hà Giang được đấy mọi người ạ. Nói chung là cũng vừa mới hết giãn cách được một thời gian thì Hà Giang lại bị, nên là bây giờ về cái phần đóng gạch xây nhà nó lại bị chậm tiếp. Thực ra nắng không cũng không muốn như thế đâu, mọi người hết sức thông cảm cho mình. Cũng do dịch bệnh này, không vận chuyển được đồ đạc này. Đấy bà con thì bây giờ cũng chỉ tập trung là làm lại cái tuyến đường này này. Mọi người ạ, hiện tại thì mình vừa mới đến bãi đá xong thì bà con là đang thu gom đá hôm nay này. Mọi người cũng thông cảm vì bây giờ là các thanh niên ấy thì là đi làm thuê ở các cái công ty ở cái khu công nghiệp hết rồi. Đấy, chỉ có hầu như các chị em với lại là một số người gọi là trung tuổi ấy ở đây lại thôi. Đây, phía xa xa bên kia thì anh em là đang bắt đầu tiếp tục gom đá. Một đội ở dưới này thì đang kè đá mọi người ạ. Đấy, thì bà con ở đây đang chở đá về. Đấy, em mang vào trong này xong là để anh đây, em hộ anh với. Để mình bê hết vào trong kia. Bê hẳn vào trong kia luôn. Đúng rồi, nặng đấy. Để xem là quà hôm nay là của ai gửi nhá. Đấy, thì có hôm nay là có 3 phần quà này. Túi này này, túi kia này, với lại bên chỗ của công nữa. Tính là em lấy cái túi của công mang về đây. Ở bên chỗ kia kìa. Đấy, mang về đây để xem quà đây là của anh Trung ở Hà Nội. Là anh gửi cho bà con là găng tay này, nói chung là một ít vật dụng để làm việc cũng như là quần áo nữa mọi người ạ. Cả giày nữa hay sao ấy. Rồi, xem nào. Đấy, em mang 3 túi đấy ra đây đã. Ở cái túi đấy này. Đấy, với lại cái túi kia, đúng rồi. Đấy, cái đấy thôi. Đây là quà của anh Đặng Quang Trung mọi người ở Hà Nội là gửi cho bà con. Đây tí mình sẽ mở tiếp nhé. Còn cái này là quà của xem là cái này là khẩu trang vải của bạn Trần Thị Tuyến ở Ninh Bình. Đây, cái này là 500 cái khẩu trang vải này công này. Đây là 500 cái khẩu trang vải nhé. Còn cái hỗ trợ cho bà con. Còn đây là quà của em Lý ạ. Lý Phúa. À của em Gia. Của em Gia. À em Lía phụ bếp. Cái này của em Lía phụ bếp. Hả? Cái này để tí nữa. Để tí nữa gửi cho em Lía sau. Cả hộp à? Đây cái này cả hộp gửi cho Lía. Đấy. Bây giờ xem nào. Em bóc cái khẩu trang này trước. Đây. Ở đây có dao không nhỉ? Đấy, bà con thì tiếp tục ra vận chuyển bột đá. À công ơi, em gọi bà con với lại anh em tập trung về đây trước đã để lấy phát khẩu trang luôn. Sau là phát cả găng tay nữa. Công ạ. Xong là bà con thấy cái quần áo nào mà phù hợp với mình thì chọn ra. Tính ạ. Em xem có cái dao nào không? Đấy, đấy chìa khóa rạch ra. Đúng rồi. Đấy, hôm nay trời nắng đẹp thế nhỉ. Hôm qua ở đây cũng nắng đúng không? Tính. Không quá. Ừ. Không nắng. Không nắng à? Nhưng mà không mưa đúng không? Đúng rồi. Không nắng không mưa em nhỉ? Ừ. Không mưa.
Đây, để nữa mình đợi mình gửi quà cho bà con đã, xong là bắt đầu tiếp tục là giật máy tiếp mọi người ạ. Cái nổ nói chung là nhiều rồi, bột đá quá rồi. Nhưng vẫn phải tiếp tục vì là cái số lượng này vẫn chưa đủ, nó chỉ được khoảng 400 khối thôi. Đấy, mà cần 2.400 khối bột đá mới được. Hơn 2.000, 2.400 khối, chỗ này chỉ được 1/5 thôi. 90%. Ui, cái này đây là tất này, tất gửi cho bà con này. Đấy. Gân tay. Đây là tất. Tất không phải gân tay. Đây là tất. Thập tự. Đấy. Thập tự sao gân. Đây là cái gì đây? Quần áo. Quần áo. Đúng rồi, quần áo cho các cháu nữa sao? Đây ở đây có ghi này. Quần áo này. Tất cho các cháu. Ở cái này cho các cháu thì để lại. Thế thì để lại để mình mang xuống điểm trường cho các cháu em ạ. Ở để riêng ra đi. Cái này cũng là trẻ em đúng không? Cũng trẻ em luôn. Quần áo trẻ em. Đây. Đấy, quà của anh Trung đấy. Đây cái tất này là tất của cho bà con mình này. Thì mỗi người đây là quần áo phụ nữ đây cho các chị em phụ nữ. Đấy. Này mình cứ phân ra nhá. Bà con mình không được tranh nhau như lần trước đâu. Cái này là tặng xem ai mặc được thì tặng. Đấy. Tặng thôi, tranh nhau thì lấy ít lấy nhiều. Đúng rồi. Cái để em cứ để vào trong này xem là mình lấy ra quần áo phụ nữ để vào trong này xong là mình lọc ra, mình phân loại ra đấy. Mỗi người một đấy, em chia ra. Nhiều lắm, anh ấy gửi 4 bịch tất mà. Đấy. Bên này nào. Quần áo phụ nữ thì em cứ để lại ở trong kia. Để tí nữa phát cho chị em. Cái này găng tay là mình phải mang cất đi. Găng tay anh gửi mấy bịch găng tay để cho bà con mình làm đường đấy. Phụ nữ hết đúng không? Đấy. Đấy, găng tay này. Đây, mình bỏ găng tay ra đây. Phát cho mỗi người nữa. Bao nhiêu? 1, 2 bịch này. 3, 4, 5 này. 6 này. 7 này. 8 bịch găng tay. 9. À đây quà của em công trưởng thôn à. Đấy, đấy quà của công đây nhá. Đấy, quà của công à. Còn cái này không biết. Cái này không có chữ à? Không có chữ. Ừ, đấy quà của công bỏ ra. Đấy, hộp đấy nữa. Đấy, thế nào. Đấy. Có giấy ở trong này hết này. Vâng ạ. Quần áo cái gì đây? Bóng đá. Bóng đá. À quần áo bóng đá, quần áo bóng đá. Cái này là thể thao cộc, quần áo thể thao. À quần áo thể thao này để phát cái này để cất đi. Khi nào bắt đầu là anh đang là đã có dự định là kết hợp với anh em bên cao kênh cao nguyên đá này, chỗ Long này. Hai cái túi này. Ừ, cất đi để riêng ra. À xong là anh ấy cứ nhờ mình là mua hai cái đây giày này anh chị anh em nào đi được thì mình chọn ra. Ừ, đấy. Bây giờ đầu tiên phát tất công ơi. Phát tất đấy. Có 4 bịch tất đấy. 4 hay 3 bịch tất đấy. Kì kìa. Đấy. Thế nào. Đấy. Em phát tất đi. Ít tiếng rồi. Đấy, còn nhiều người nên là mỗi người một đôi nhé. Một đôi tất, đúng rồi. Đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Xem ở đây là, xem là công ơi, công đếm một cái đấy là có bao nhiêu đôi. Em đếm đi, có bên. 10 đô thôi. 3 này. 4, 5 đôi. 5 đôi này thì chỗ này xem là 5 đôi là 4 bịch đúng không? Xem là có bao nhiêu cái này. 5, 10, 15, 20. Mỗi bịch này có 20 đôi. Thế là cái gì? 20 đôi 2 2 4 là 8. Thế thì em phát cho mỗi người 2 đôi không ạ? Có gắt tay là mưa. Cái này là vì em ơi. 3 dây 4 dây. Không phải em phát cho mỗi người 2 đôi về cho cả chồng một gia đình là 2 đôi. Đấy. Cho cả chồng nữa. Mỗi người 2 đôi. Chồng với vợ, đúng rồi. Đúng rồi. À nhân tiện luôn đây thì Nắng Cao Nguyên cũng xin cảm ơn tất cả mọi người
Thì hôm trước thì Nắng Cao Nguyên có xuống nhà em Công ấy mua được một ít mật ong. Đấy thì cũng đã nói chung là Nắng Cao Nguyên cũng đã gửi hết cho quý vị khán giả rồi. Thì tí nữa là xuống nhà em Công là lấy tiếp. Hôm trước em mới quay được thêm một ít mật ong nữa. Đấy. Thì mọi người có nhu cầu mua mật ong thì cứ liên hệ số điện thoại 0886 526 399 hoặc là số điện thoại 0326406789 mọi người ạ. Thì Nắng Cao Nguyên thì đang đi thu gom các cái loại mật ong Bạc Hà. Bây giờ thì qua một xuyến chi rồi chỉ còn một mật ong Bạc Hà thôi mọi người ạ. Là đến đầu mùa. Đấy. Nói chung là mật ong Bạc Hà ở trên vùng cao thì nó nguyên chất 100% mọi người ạ. 100% là hoa Bạc Hà rừng. Đấy. Nó có loại 1 với loại 2. Loại 1 ấy là cái loại là đạt từ 80 đến 90% là hoa Bạc Hà. Còn đâu là lẫn 10% là hoa rừng. Là loại đấy là chất lượng hơn. Còn loại 2 là loại từ 6 đến 70% là hoa Bạc Hà. Còn đâu là nó lẫn tất cả các loại hoa rừng ở trên này này mọi người. Đấy, mọi người cũng biết là bà con thì nói thật tiền ăn còn cơm còn không có, không chi đâu là tiền để mua đường cho ong ăn ấy mọi người. Để Nắng Cao Nguyên nói sự thật luôn. Đấy, xong rồi em phát cho bà con là mỗi người một đôi găng tay nữa. À, không ạ. Găng tay nữa, phát cho mỗi người một đôi trước đi. Đấy, cái chỗ này là của trẻ em với lại của mình. Trẻ em với quần này thì mình cứ cất đi. Ừ. Còn đâu người lớn này, với lại quần áo thể thao mình cất đi trước này. Để mấy hôm nữa đá bóng. Ừ. Đấy. Để cho bà con làm đấy. Cái này tí nữa mang xuống để nhà tính nhá, tính nhá. Đúng rồi. Đấy, mỗi người một đôi, đấy bà con làm cho đỡ đau tay. Đúng rồi. Còn mấy anh em đang xếp bờ kè dưới kia cũng gọi lên luôn. Tính à đâu em ơi, em chạy xuống gọi mấy anh em đang xếp bờ kè gọi xính này. Úi cẩn thận nhé. À đây là xính đây rồi đấy, mấy anh em lên trên này đang nhận quà đó, lấy găng tay với tất. Đấy, mấy anh em là chuyên xếp bờ kè để đẹp cái đường trước, cái chỗ nào mà đạt tiêu chuẩn thì sẽ cho bà con xếp kè trước hết để cho thử xe đi lại xem nó có bị sạt lở gì không. Nếu nó sạt lở thì sạt lở trước thì mình có thể là ấy lại được, làm lại được. Đấy, em xính em phát cho bà con mỗi người đôi găng tay đi. Đấy, tính phát tất rồi. Một lần nữa thì em cũng xin thay mặt bà con cảm ơn anh Đặng Quang Trung ở Hà Nội, thì anh đã gửi cho bà con những cái món quà, nói chung để bà con lao động có hiệu quả hơn, bảo vệ an toàn hơn một chút mọi người ạ. Đấy, thì những cái mũ này hôm trước cô Trần Quý Liệt thì cũng gửi cho bà con rồi. Đấy, hôm nay là cũng có đây găng tay nữa, khẩu trang đây này, cái khẩu trang là của bạn Trần Thị Tuyến ở Ninh Bình này. Đấy, chìa khóa của anh là anh đi bộ về nhà ấy nhá. Anh đi bộ về nhà ấy. Khẩu trang này em phát cho mỗi người 3 cái. Phát cho mỗi người 3 cái để về thay phiên nhau. Có như hôm nay bẩn thì mình về mình giặt, xong là mình lại dùng tiếp. Xong là còn đâu là mình cất đi để dưới để vào kho của thôn. Cái tình hình của áo này là của áo của các bạn nam thì phát kiểu gì anh? À, nam thì bây giờ mình phát trước đi. Ừ. Còn lại thì chị em phụ nữ cho những người đi sau. Ừ, cho những người trong mọi người nữa mà. Chứ đấy, em phát cho mỗi người 3 cái nhá. Tính nhá. Đấy. Mỗi người 3 cái khẩu trang, đúng rồi. Khẩu trang tao mà chế tả mắt đông nhá. Em nói tiếng Mông rõ là bảo bà con này, ba cái này này là mình để thay phiên nhau. Ngày hôm nay mình đi một cái, mang một cái đi bẩn thì về giặt. Hôm sau lại mang một cái đi nữa. Đấy, ở đây nhiều lắm. Khẩu trang này dùng lại được nhá. Bà con mình không vứt đi giống như khẩu trang một lần kia đâu. Đấy, phát cho mỗi người 3 cái.
À, công ơi, cái mũ của cô Trần Cứu Liệt là vẫn còn để dưới nhà tính đúng không? Đấy thì có chị em, các chị em ở đây là chưa có mũ à? Có, nó lên có hôm nay là nắng, hôm nay cho phân nắng một ngày nó xong mai cứ lấy ra. Chia hết cho chị em mỗi người một cái rồi. Chia hết rồi gì? Mai chị em họ có họ nó không có thì ờ ok em. Đấy. Anh em xính lấy găng tay chưa? Tắt chưa? Ừ. Đấy xong là cái giày này xem là phân ra xem giày của con trai thì ai đi vừa mình lấy tặng. Đấy. Đấy đi. Đúng rồi. Đấy, khẩu trang vải này thì đỡ tốn nha, tính nha. Chứ còn khẩu trang y tế kia này. Tốn lắm. Đó, chị em đang cười cái gì đấy? Phu nhân của con to quá. À to quá anh bảo này. To to thì em buộc vào như này nhá. Em đây này. Em buộc cái này vào. Ờ buộc lại vào này. Đấy em buộc vào thì đầu ngắn thì nó sẽ được. Đấy em thử nào, thử làm luôn. Đấy. To quá. Đấy đúng rồi, bên kia em cũng làm như thế. Đấy. To quá. Đấy đúng rồi, thử làm, thử đeo vào xem được chưa. Được chưa? Đấy. Đấy chị em mình rộng quá thì làm kiểu đấy nhá. Bên này anh em đang chọn quần. Nói chung đấy, anh em từng người xem một ai phù hợp cái nào thì lấy cái đấy. Nha. Xính chọn cái được cái đấy rồi à? Ok em. Đấy, áo ui giời, áo đẹp luôn đấy. Đây áo này. Đây em mặc vừa áo này thử nào. Thử vừa đấy. Được được, thử mặc vào anh xem nào, xem vừa không? Nói chung bây giờ mùa đông rồi bà con là thích áo rét. Được không? Ôi, mùa in luôn đấy còn gì nữa. Được. Đấy, mặc đẹp đấy. Ừ, vừa đấy, thì em cái đấy luôn. Được. Đâu. Đấy. Đấy tính bà cho bà con mình chọn nhá, không tranh nhau đâu nhá. Ai cũng có phần nên không cần phải tranh nhau đâu. Đấy. Đấy, như em này, đấy, được cái áo này ấm này, đấy. Cái áo mặc hơi bị ấm luôn đấy. Đấy. Ok chưa? Đấy, quần áo thể thao à? À, đấy, quần áo thể thao lấy ra mặc theo bộ đấy, cái đấy là theo bộ đấy. Thế xính lấy cái áo đấy, lấy thêm cái quần nữa, nó theo bộ mà. Rồi bây giờ bà con đã xong rồi mọi người, thì anh em mình sẽ mang những cái đồ còn lại để xuống nhà em tính. Nhất là với cái phần tất này, găng tay này, rồi là khẩu trang. Sẽ mang này cất đi để lần sau phát tiếp cho bà con. Đấy. Thì bà con này ai cũng chọn được những cái bộ quần áo mình thích nhất rồi. Đấy, đấy cho hết vào đây này công ơi. Đấy, mang khẩu trang nhá, mình chở hết xuống, đúng rồi. Cái thùng quà của Lía này để anh chở cho. Đấy con giày này thì xem nào đấy, ai vừa đôi nào lấy đôi đấy. Đấy ai lấy vừa đôi nào lấy đôi đấy. Đấy tính cho được luôn đôi rồi. Thôi không tranh nhau là ai vừa đôi nào mình lấy đôi đấy. Cái giày này chủ yếu là giày chân to cho con trai thôi. Đúng
cái không vừa. Trưởng thôn lấy một đôi để đi, trưởng thôn này. Trưởng thôn để một đôi cho trưởng thôn về tính, đúng rồi. Để anh em đi làm việc nhiều. Thôi mọi người thông cảm, ngày mai lại phát tiếp, yên tâm. Vì hôm nay là không có người chở đồ nên là nhiều đồ quá. Công ơi, anh dặn này Công ơi. Em ở trên này chỗ đội đi thu gom đá với lại đội nghiền đá là 12 người thôi. 6 người là sẽ ở chỗ máy nghiền đá này, 6 người đi thu gom đá, còn đâu đi kè hết. Mình dọn đá từ trên xuống dưới luôn đấy. Dọn cho sạch cho đẹp vào nhé. Đấy bây giờ phân công người ra đi. Ở trên này chỉ có 12 người thôi. 6 người đi chở đá về và 6 người đứng ở đây trực chỗ máy. Hả? Ừ. Xong là còn đâu là mình đi kè đá hết những cái đoạn đường nào đã đạt tiêu chuẩn, mình đi kè đá bên dọc đường ấy. Kè hết, kè cho đẹp vào. Đi kè đá là chỉ những anh em nào biết xếp đá đi kè nhá. 20 người đúng không? Thế thì 8 người xuống dưới kia. Anh em ở đây một tốp thì sẽ kè đá ở đây. À Xính ơi, anh bảo này, em chỉ đạo anh em nhá. Là như này, bây giờ nha, mình phải xuống mình dọn hết đá chỗ này nữa này. Dọn chỗ này á? Ừ. Đấy, để làm sao mà. Ờ, nhưng mà bắt buộc mình phải làm thế. Vì thứ nhất là trả lại nương cho họ này. Thứ hai là mình nhặt hết đá lên trên này. Mình còn gom đá về để nghiền bột làm đường nữa. Em để gọn hết phần đá lên trên sang bên lề phải bên này nhá. À lề trái bên này. Bắt buộc là phải thế thôi. Cố gắng, nói chung mình làm lâu một chút cũng được. Nhưng mà mình gom được đá. Đá là bây giờ không đủ đâu. Thế thì dỡ cái đá ở dưới này lên trên ấy thì mất công quá. Mất công như vẫn phải làm. Mình làm bây giờ trước mắt hôm nay mình ít người, mình làm tạm, mai sau là phải tăng người lên nhé. Đấy, thì bây giờ nhá, có nghĩa là bây giờ riêng cái chỗ kè đá phải đào sâu xuống này. Chứ kè kiểu này là lở ngay. Đấy. Bây giờ thôi, anh em chịu khó này. Từ đầu đằng kia, đây đi lên đây anh chỉ cho. Đi đi tất cả anh em lên đây anh chỉ cho. Mình làm đến đâu mình gọn đến đấy luôn. Đấy, những cái đoạn này đạt tiêu chuẩn hết rồi mọi người. Đấy. Ở trên này vẫn phải đập đá nhá. Đấy đây này, Xính ơi lên đây. Anh em lên trên này anh chỉ cho. Đây bắt đầu từ đoạn này này. Đấy như cái chỗ đoạn này thì không cần phải bới đá ra. Vì nếu em bới ra là cái chân nó sẽ bị hỏng. Đấy nhưng mà riêng những cái đoạn đá rời rời này. Mấy hòn đá rời rời như kia kìa. Đấy là phải đập ra để kê lên hết. Để mình lấy đá nhá. Đấy chỗ này này. Còn dưới này thì mình không động vào nữa. Động phát là nó bị lở hết ra ngay đấy. Đấy như cái chỗ này này. Đấy em cố gắng bảo bà con thôi. Mình làm thứ nhất là mình dọn sạch nương này. Thứ hai đường nó đẹp. Nó không kiểu như này. Nó không kiểu đá nó rơi xuống. Nhìn nó xấu lắm. Mình xác định là mình làm về du lịch mà. Đấy em phải cho anh em làm thế nhé. Đấy bảo anh em làm từ đoạn này trở đi. Nhưng mà mới tính ra chỉ đạo cho bà con thôi. Bây giờ em chỉ có làm thì không chỉ đạo được. Ừ thế để cho Công chỉ đạo anh em là xếp đá. Tính là lên chỉ đạo cho anh em là nghiền đá. Nhưng bây giờ xuống dưới kia đã. Mình xuống dưới là xong xem nốt là lên để chỉ đạo anh em là bắt đầu từ tuần này cứ thế mà làm việc thôi. À, mọi người thì hôm nay thì Nắng Cao Nguyên cũng xin được công bố cái số tiền mà các anh chị cô chú Mạnh Thường Quân là gửi tiền cho Nắng Cao Nguyên là trong cái tuần vừa qua ấy. Thì cái tuần vừa qua Nắng Cao Nguyên chưa livestream được nên bây giờ Nắng Cao Nguyên cũng xin công bố luôn. Thì đầu tiên là vào ngày 26 tháng 10 ấy, thì chị Nguyễn Quỳnh Giao là có gửi cho Nắng Cao Nguyên là 11.350.000, thì trong đó là có bé Trần Quỳnh Nghi ủng hộ là 300 đô để giúp cho ba hộ gia đình là có các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ấy. Và chị Trần Duy Châu cũng gửi 200 đô để giúp cho hai hộ gia đình là cũng có các cháu nhỏ gặp có hoàn cảnh khó khăn. Thì, tiếp theo là có anh giấu tên là cũng gửi cho Nắng Cao Nguyên là 2 triệu đồng để ủng hộ là hai gia đình nghèo có
vào ngày 27 tháng 10 thì có bạn bạn Duy ở Bắc Giang đang sống ở và học ở Liên bang Nga thì gửi cho Nắng Cao Nguyên là 500.000 để làm đường. Tiếp theo có anh Trung ở Hà Nội thì vừa nãy anh Trung cũng có gửi 3 túi quần áo với lại đồ bảo hộ cho bà con thì đã phát cho bà con rồi thì anh cũng gửi tiếp cho Nắng Cao Nguyên là 2 triệu đồng. Thì trong đó là gửi tặng cho em Lía là 500.000 này. 500.000 là để mua bánh và nước ngọt cho bà con làm đường. Còn 1 triệu là sẽ vào ủng hộ tiền làm đường. Tiếp theo có cô chú Đan Thanh Nguyễn ở Mỹ gửi cho Nắng Cao Nguyên là 2.266.800 đồng. Thì trong đó là tặng cho em Lía là 1 triệu đồng này. Tặng cho em Hiếu là 500.000. Thì em Hiếu bây giờ hiện tại đang ở Tuyên Quang nên là lúc nào em lên thì Nắng Cao Nguyên sẽ gửi lại tặng cho em sau. Và số tiền còn lại là sẽ chia lại cho hai em làm bếp. Đấy, nói chung là cũng có món quà để khích lệ cho các em mọi người. Và cũng có anh Thiết ở Phú Thọ cũng gửi cho Nắng Cao Nguyên là 1.500.000 để làm đường. Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ vào để gửi tặng những cái món quà này cho các em mọi người nhé. Đây, đầu tiên là cái món quà này tặng cho em Lía đã. Đây là của Nguyễn Thị Yến ở Biên Hòa Đồng Nam. À, Đồng Nai là nhờ gửi cho em Lía phụ bếp đấy. Ok, cái này là sẽ vào gửi tặng. À đây, Nắng Cao Nguyên cũng xin giới thiệu với mọi người đó. Mọi người không biết nhìn chắc chắn quý vị khán giả sẽ rất là quen thuộc đối với gương mặt này rồi. Để đố mọi người biết ở đây là ai. Giới nhỏ xin chào tất cả các bạn, mình tên là Tùng và sau một thời gian cách ly đúng theo quy định thì hôm nay mình mới được ra ngoài và rất vui vì đã có cơ hội để được đi cùng anh Mạnh đến đây thăm em Lía cũng như là thăm cái nơi mà mọi người đang hoạt động và giúp đỡ bà con ở đây. Và mình rất vui là hôm nay đã được có mặt ở đây. Và như mọi người, chắc là nhiều người không biết thì đúng anh rồi. Mạnh là anh rể của mình. Có rất là nhiều người hỏi là tại sao nhìn quen thế thì mình lại em của anh Mạnh. Em biết không, cái đợt mà bố mẹ lên mà nấu cơm cho bà con làm được cái hôm mà kéo điện ấy, ở dưới Cán Lủng ấy. Mọi người bảo, ô, sao lại mẹ của bạn DTV Lốc Cuộc Sống Nga lại lên trên này nấu cơm cho bà con. Đấy, thì bây giờ mới bật mí cho mọi người. Đấy, thì em Tùng là em vợ mình thì cũng vừa từ Liên bang Nga về là cách ly giãn cách xã hội. Nói chung là cũng theo tiêu chuẩn của nhà nước rồi. Thì hôm nay em mới vào trong. Hôm nay mình mới có cơ hội được ra ngoài và đi đến nơi này. Và cái điều đầu tiên khi mà mình vừa mới đến đây mình thấy là đường đi khá là... không phải khó mà là rất là khó. Và mình không nghĩ là mình có thể đi đến đây và nhìn thấy bà con ở đây mình cũng thấy rất là có cảm xúc ở trong người. Như mọi người biết thì mặc dù mình đã sang Nga 6 năm nhưng mà cái khoảng thời gian khi mà mình còn học và cái khoảng thời gian thời thơ ấu của mình là gắn liền với huyện Mèo Vạc nên là đối với người dân ở đây, đối với mọi người thì đây là một cái mảnh đất du lịch, còn đối với mình thì đây như là một cái nơi chôn giấu tuổi thơ của mình nên mình rất là thích cái nơi này. Và đấy, mình luôn luôn ngóng chờ được về đây để đi vào đây để thăm bà con ở đây. Nên mọi người mà nếu mà quý vị khán giả chắc chắn là cũng có quý vị khán giả biết và không biết. Như quý vị nào khán giả không biết thì xin mời vào kênh của em Tùng là kênh gì nhỉ Tùng nhỉ? Hiện tại là Đỗ Tùng Cuộc Sống Nga. Đấy. Đó là những cái clip mình đã đi du lịch ở Liên bang Nga. Và sắp tới thì mình sẽ làm những cái clip đi du lịch ở vùng cao nguyên đá Hà Giang cũng như là ở đất nước Việt Nam. Và nếu mà xa hơn thì có thể là ở những quốc gia châu Á và trên thế giới, đó là mong ước và mục tiêu của mình. Thôi hôm nay anh em vào cho, đợi anh tí nhá, anh vào cho này tặng quà cho các em đã. Em vừa mới giúp em Lía một cái xong. Đấy, hôm nay em Tùng em trổ tài xuống này là giúp mọi người là nấu cơm. Đấy, đây, chúng ta vào đây thôi. Đâu nhỉ, Lía đâu rồi nhỉ? Lía ơi, đây, hôm nay còn một em đầu bếp nữa đâu, còn một em nuôi nữa đâu, đi lấy củi á, à thế à, đây nhé, thì hôm nay này, đây anh có đầu tiên là anh có cái món quà này của cô Nguyễn Thị Yến ở Đồng Nai là gửi tặng cho em Lía nhé, à đây, cái món quà này tặng cho em này, xem có cái gì đây, chắc là quần áo đấy, đấy, có mở ra không, mở ra luôn nhé. Đây cả em này hôm nay cũng có quà. Đấy, ai cũng có quà luôn. Đây. Thế nào? À đây là có ghi này, có ghi quần áo của mẹ em Lía này. Đây là quần áo của mẹ em nhá. Cái này là để tặng cho mẹ nhá. Ừ. Đấy, thì cầm lại. Đây, anh để đây, tí nữa cầm về.
À, đây là bánh kẹo này. Bánh kẹo. Đấy. À, đây đôi dép. Úi giời. Thế nào? Đi luôn, đi luôn. Để chân hơi bẩn nhé. Đi dép trắng là chân hơi bẩn. Thử nào. Thử nào. Vừa đấy. Ôi ôi. Vừa in luôn. Nè. Còn đây là... À đây là... Đây là dép chắc dép của mẹ này. Còn đây là của em này. Đấy, quần áo của em đây. Xem là có vừa không? Ui, vừa đấy. Vừa. Vừa. Đấy, thì cái này tí nữa mang về nhé. Đây, cái này để đây. Thế cất gọn là nấu cơm xong là anh em mình sẽ mang về. Còn tiếp theo, mọi người thông cảm nhé. Mình thì nhiều khi là không nhớ được ấy. Nên là phải ghi vào điện thoại là ai tặng quà. Đấy. Đầu tiên là quà của em Lía này, là anh Trung, Đặng Quang Trung ở Hà Nội. Thì đấy, như vừa nãy mình cũng đã thông báo là có tặng em Lía là 500.000 cộng với là 1 triệu đồng là của bên của chú Đan Thanh Nguyễn. Cô chú Đan Thanh Nguyễn là tặng cho em Lía tổng số tiền là 1.500.000. Thì Nam Cao Nguyên cũng đây tặng cho em ấy luôn. Tiền trao cháo múc. À, xin lỗi mọi người nhá. Đấy thì em cảm ơn cháu, cảm ơn cô chú Đan Thanh Nguyễn. Nào. Cháu cảm ơn cô. Cô chú. Đan Thanh Nguyễn. Đấy, cái món quà này. Món quà này. À, cháu cảm ơn chú Trung ở Hà Nội. Cháu cảm ơn cháu Trung ở Hà Nội. Chú Trung không phải cháu Trung. Chú Trung ở Hà Nội. Ừ, đấy thôi thì mọi người em Lía thì cũng kiểu là ít nói lắm. Thì một lần nữa cho Nàng Cao Nguyên cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Trung và cô chú Đan Thanh Nguyễn. Thì có cái phần quà gửi cho các em. Đấy, thì bây giờ là nhớ nhá, cái số tiền này nhá. Cái số tiền này 1 triệu này này là phải đưa cho mẹ. 1 triệu đồng là phải đưa cho mẹ. Và số tiền này là của cô chú Đan Thanh Nguyễn bảo gửi tiền là mua thuốc cho mẹ này. Nhớ chưa? Còn 500 nghìn là nói chung là em bây giờ cứ đưa cho bố mẹ hết để xem là sắm sửa cho gia đình nhá. Không được lấy đi tiêu linh tinh, nhớ chưa? Anh mà biết lần sau còn lâu anh tặng quà nữa đấy. Nhớ chưa? Đấy, tiếp theo thì cũng có mọi người thông cảm đấy, mình cũng nhiều việc ấy. Thì còn số tiền còn lại đây thì mình sẽ phải trừ đi. Đấy, bây giờ là trực tiếp ở đây trừ đi luôn. Ủa, cái điện thoại kia đâu nhỉ? Đây, số tiền của cô chú Đan Thanh Nguyễn là 2.266.800 đồng. Đấy, trừ đi là 1 triệu đồng tặng em Lía này, với lại 500.000 là tặng cho em Hiếu, là trừ đi 1.500.000. Số tiền còn lại là 766.000. Đây, 766.000 thì sẽ chia đôi ra, chia 2 sẽ được 383.000. Đấy, sẽ gửi tặng ở đây. Thì một em nữa là đi lấy củi à? 383.000. Đấy, thì chia đôi số tiền này ra. Thì đây nhá, Chính ơi, anh bảo này, số tiền này của cô chú Đan Thanh Nguyễn là tặng cho em nhé, là được 383.000 thôi. Thì anh không có 2.000, được 385.000. Như thế nào nhỉ? Bây giờ mình được tặng quà, mình phải như thế nào nhỉ? Cảm ơn, thấy không? Và cháu cảm ơn cô chú Đan Thanh Nguyễn. Nói to lên, thanh niên, con trai phải nói to lên. Hả? Thế nói bằng tiếng Mông à? Sao xây tỷ lầu nè? Sao xây tỷ lầu? Thôi mọi người cũng thông cảm, các em cũng ngại ấy. Đứng trước ống máy quay chưa nói bao giờ nhiều khi. À không, nói nhiều rồi nhưng mà kiểu trực tiếp thì nó cũng hơi ngại thật. Thì một lần nữa cho cháu cũng xin gửi lời cảm ơn đến cô chú Đan Thanh Nguyễn. Thì còn một phần quà nữa của em. Em tên gì nhỉ? Anh quên mất rồi nhỉ? Tinh. Em Tinh là em ấy hôm nay đi lấy củi. Thì cái phần quà còn lại số tiền 383.000 này thì Nàng Cao Nguyên ngày mai là sẽ vào gửi tặng cho em ấy tiếp mọi người. Tổng là 766.000. Thì chia đôi ra mà. Ừ, đấy. Đấy nhá, Lía nhá, mang cái này về cho mẹ này. Đây, còn cái bánh này lấy chia cho các bạn, các em. Đấy, chia ra luôn nhá. Cho mình thì có quà mình phải san sẻ cho mọi người một chút, đúng không? Không nên là ở nhà cất đi dùng một mình. Đấy, thì quà này thôi. Hôm nay máy xúc vẫn làm chứ Công nhỉ? Ừ, tí nữa bây giờ mình đi xuống dưới máy xúc một chút. À Công, anh bảo này, tí nữa hôm nay nhá,
cho tính, tính là sẽ quản lý cái máy ở trên kia. À, còn em là sẽ quản lý cho anh em xếp bờ kè. Nhá, anh bảo nhé, những cái ví dụ những cái chỗ này như này mình phải, những cái chỗ mà để mà liên quan đến cái chân móng thì thôi mình không bốc lên nữa. Nhưng mà riêng những cái chỗ mà đá rời mình phải đập ra mình nhặt hết lên trên đường nhé. Để cho gọn nương này, với lại nhìn tuyến đường mình cho nó đẹp, mình kè lại cho đẹp hết. Những cái chỗ mà bị cung công thì mình chỉ chỉnh sửa mà để mình kè và chỉnh sửa cho nó thẳng thôi. Đấy, từ đoạn trên kia xuống dưới này là đường đảm bảo tiêu chuẩn hết rồi. Là mình bây giờ thôn mình là từ làm từ chỗ đoạn bột đá đi xuống, còn bà con há tổ sò là làm từ chỗ đoạn ấy đi lên. Đấy, thì bây giờ hôm nay là em phải triển khai cho bà con làm như thế luôn nhé. Hôm nay em Tuấn đầu bếp là cho bà con ăn món gì đấy? Đông sốt với thịt lợn xào hành tây. À, canh rau cải. Canh rau cải đúng không? Sắp chín rồi à? Đấy, thì bà con là nói chung là ăn uống nó đảm bảo không? Đấy, hôm nay có em Tùng nữa, em ấy ở nhà hay nấu, xem bạn mọi người mà xem vào kênh của em Tùng xem hay nấu phở biết các thứ chưa? Đúng rồi. Mình làm 4 năm rồi mình chưa lên trên này, nhưng mà cái khoảng thời gian trên này khá là lâu nên bây giờ em vẫn còn nhớ được rất là nhiều tiếng Mông. Nãy em vừa mới hát cho Lía với chính em xong. Hát tiếng Mông luôn. Ừ. Nhưng mà cái Lía to. Không phải, nó gần giống như thế đâu. Anh nghe chắc là anh cũng biết. Nói thế này. Cái bọn học cấp 3 nó dạy cho em. Chi tua nhỉ, tua tu đế tua tua ta ta. À, tua là chết đúng không? Bố chết mẹ chết, bố chết con chó chết cả nhà. Chết. Không hiểu là tại dạ. À, đây, à, trưởng thôn chưa biết Tùng nhỉ? Tùng là em vợ anh. Vừa đang ở sống bên Nga 6 năm nay rồi. Cũng giống như Dũng ấy, em Dũng là sống bên Nhật Bản là 3 năm. Đấy. Dạ. Ờ, có chứ, em là gần 20 năm em ở trên đất Mèo Vạc, là tuổi thơ của em đều ở trên huyện này. Nên là em rất là quen với mọi người ở đây. Bố ơi, ở nhà là giúp anh nhìn cái cuộc của bà cô với nhá. Qua. Để chơi gác rồi nhá. Đấy, trưởng thôn lên em triển khai công việc trên luôn nhá. Xong bây giờ để anh xuống anh xem cái máy xúc làm như nào đã. Đấy, triển khai nhặt hết những hòn đá nhá, kè đẹp vào nhá, kè đẹp giống như kiểu cái ở trên kia kìa. Cái khúc cua kìa. Đấy, kè y như thế luôn nhá. Không nhá. Thôi mọi người, bây giờ thì anh em mình sẽ đi xuống dưới chỗ máy xúc để xem làm như nào, thì chiều nay tiếp tục nổ mìn tiếp mọi người. Đây mọi người, hiện tại thì bên đơn vị thi công họ đang nổ cái máy khí nén này để đang khoan mọi người, đang khoan để tiếp tục là chiều nay là sẽ nổ mìn. Đấy, nổ những cái đoạn nào mà chưa được sẽ nổ hết để thông tuyến luôn. Đây mọi người, đấy anh em là đang khoan nốt. Đấy, nói chung là trời nắng phát là bắt đầu là hoạt động là tích cực luôn. Đấy, khoan nói chung là cũng lâu phết đấy, bắn hết những đoạn này ra này. Thôi chào em nhá. Ơi, chào nhá. Đang khoan nốt chỗ này hả em? Chiều nay nổ bao nhiêu quả đây em? Chiều á? Ờ? Để chiều mới biết anh ạ. Chiều mới biết nổ bao nhiêu quả à? Ok em. Nói chung là cứ nổ hết cho nó rộng ra mọi người ạ. Nói chung bây giờ là chỉ còn một chút nữa, 20-30 mét nữa là thông tuyến hết rồi. Đấy, cố gắng nổ xong thì bà con sẽ tập trung là dọn dẹp ở khu vực này, xong là chuyển vật liệu xi măng xuống là đổ trước mọi người ạ. Nắng cao nguyên đấy, mọi người cũng một lần nữa cũng thông cảm cho nắng cao nguyên khi mà tình hình đấy cả tuần vừa rồi mưa nên là không làm được gì cả. Phải nghỉ đấy, như trên kênh thì cũng không thể đăng video được nên mọi người thông cảm. Còn về phần bây giờ còn đang bị dịch bệnh nữa cơ, thì may mắn là ở dưới trong thôn này, trong bản này thì nó không bị ảnh hưởng gì nên bà con vẫn tiếp tục làm được. Đấy, chỗ này thì đá hôm trước nổ mìn ra xong là đá nó bắn ra đây mọi người, thì bà con cũng phải xuống đây dọn hết, xong là để riêng mấy chỗ này cũng phải kè lại hết sành sành xanh luôn. Ôi chào em nhé, đi đâu này? Hai bố con đi đâu này? Em bé ngủ à? Ôi chào anh nhé. Ôi bà con đi đâu mà đi đông này? Đấy, cái chỗ đoạn này này. Phải khoan nổ hết. Đây này, chỗ này rất là cao luôn.
chỗ này là khó khăn nhất đấy mọi người. Chung chỗ này phải mở rộng ra thì bắt đầu cua mới cua được đấy. Máy xúc và mở rộng ra vào khoảng 3 mét thôi. Ôi bà con mình đi đâu mà đông này? Từ bờ sông đi lên à? Ui chị Pô á. Đây bà con này ở dưới bờ sông này. Có ai biết nói tiếng phổ thông không? Ui chị Pô hết à? Chị Pô Hải ơi. Máy xúc. Sao máy xúc nghỉ à em? Không đục được nữa à? Đấy, chỗ này đục sâu sâu anh vào trong nhá, vì là mở rộng cua mà. Đây đúng đục hôm trước mà mình sơn ấy, cái vạch sơn ấy. Đấy, nói chung. Hả? Chiều nay nổ khoảng mấy em đang đơn vị nổ mìn ở trên kia còn nói cho em biết là nổ bao nhiêu quả mìn không? Họ cứ đa khoan trước à? Này phải mở rộng hết đoạn này ra thì mới cua được xính ạ. Đấy, ôi nói chung là từ đây đến kia còn 30 mét nữa thôi. Nghỉ mất một tuần mưa nhỉ. Xong hết rồi thì có khi hôm tuần này đổ đường đấy nhỉ. Đấy, xong là lên ngày mai anh sẽ đi đo lại hết toàn bộ những cái chỗ nào mà chưa đạt yêu cầu thì em lên em đục lại của anh nhé. Nói chung cứ nền đường 3 mét rưỡi. Đấy. Có chứ, hôm trước hợp đồng hết xuống dưới này mà. Đấy, có chứ, ai bảo không. Hôm trước hợp đồng cho anh hợp là xuống dưới kia mà, đầu rỗ, đầu tổ ba kia mà. Đấy. Thì làm xuống dưới này. Làm ở dưới này, thì em cứ làm xong đã, là còn ở phần dưới này còn phải nói chuyện với bên trưởng thôn này, hai bên nói chuyện với bà con ở nương hai bên ấy. Ở dưới này cũng nói qua một phần nữa. Không thì mình tự nhiên mình vào đục thì vào đất người ta cũng không hay ấy. Ủa, nắng thế đúng không? Thích thật, mấy hôm mưa tâm mưa tã nhỉ xính nhỉ. Đấy, sau tí anh em nghỉ lên ăn cơm nhé. Ừ. Chỗ này là phải, đây đang tôn lên. Đá phải đẩy hết xuống dưới để hạ cái độ dốc một tí mọi người. Cái chỗ này mở phải mở vào rộng đấy, 2-3 mét đấy. Ừ đấy. Đấy. Hả? Ừ. Đấy nói chung là khoan chiều nay nổ nhiều thì thôi, cố gắng nổ xong phát nữa. Chiều nay nếu mà nổ sớm sớm tí em ạ. Vì sợ như hôm trước 5 giờ nổ là nó muộn đấy. Ừ. Đấy, đá nhiều lắm mọi người ạ. Cập nhật tình hình cho mọi người xem một chút. Đây, đúng đến khúc cua luôn rồi. Rất là vui. Nói chung là tiến độ thì nó cũng hơi chậm một chút mọi người. Thôi bây giờ thì mình cũng sẽ quay lại lên trên phía chỗ bột đá để xem. Nói chung phải chỉ đạo anh em làm lại cẩn thận một lần nữa.